Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo lên án mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh và kiến nghị xử lý tới cùng những người lợi dụng việc thiện nguyện để trục lợi sau bài điều tra hút máu tình nguyện viên trên báo chí. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những người cố tình vi phạm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu lãnh đạo Viện Tim phối hợp với Bệnh viện Truyền máu huyết học tổ chức đảm bảo cung ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim chỉ thực hiện hiến máu lấy máu tại chỗ trong các trường hợp tối khẩn cấp. Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn ra soát, chứng chỉnh và tăng cường giám sát các hoạt động thi nguyện tại đơn vị đảm bảo đúng theo quy định pháp luật nhằm tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra.